Xin chào các bạn, hôm nay mình đi lắp đặt thuê bao nhé, tại nhà khách hàng nhé. Đây, mình đang triển khai lắp đặt luôn thuê bao tại nhà khách hàng. Đây, mình đang ra dây này, mình lắp đặt một khách hàng này. Đây, cuộn dây thuê bao này. Đấy, thuê bao mình đang kéo. Trên đây có cả logo các bạn nhé, số mét này, VNPT. Giới thiệu các bạn, đây là máy hàn nhé, máy hàn quang nhé. Đây, máy hàn quang thì đây là chỗ mình hàn Hà Nội này. Chỗ này là mình sẽ đặt cái sợi quang này, giữ sợi quang này, đây, má này. Đấy. Và khi tút sợi quang và cắt sợi quang nó bằng này, thì đặt nó bằng cái khe này, này để có cái độ hở một chút thôi. Hai bên sợi quang, hai bên này. Ở bên hai bên này mình sẽ, một bên mình sẽ có con coi nhiệt để giữ cái sợi quang hàn nhé. Để khi mình tút mình đặt xong, đây mình sẽ đặt cái này. Đây là... trước khi mà để hàn thì chúng ta sẽ bật nguồn lên nhé, bật nguồn của máy hàn lên trước, khởi động máy hàn. Đấy, sau đấy mình sẽ đặt tút sợi hai sợi quang và đặt hai sợi quang vào trong cái chỗ khe giữ này nhé. Sau đấy chúng ta đặt cái này đó. Thì được, chúng ta sẽ bấm cái nốt reset này nhé, reset này. Đấy, nó sẽ tự nó hàn. Đấy là nếu mà đấy, mình phải đặt sợi quang này, nó sẽ nhìn trên hai này, trên hiển thị trên cái mặt này thì nó sẽ có cái chỗ hai sợi quang sẽ phẳng hay không phẳng và nó cho hàn hay không cho hàn nhé. Đấy, thì sau đấy mình bấm nốt set này, cái là hàn thôi. Thì cái này thì đây là thực tế trên cái máy này. Thì hôm nay mình chưa tút sợi quang này nhé, lần sau mình sẽ cho một cái video là có cái sợi hàn sau nhé. Xin chào các bạn, các bạn sẽ ủng hộ kênh mình và đăng ký kênh cho mình và cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.